giờ đến phần 2, chúng ta tập tiểu thuyết thiên. Con người một cục pin mà thu được cái năng lượng mặt trời, tức là xài pin mà năng lượng mặt trời đó, là chúng ta lúc nào có dư khí. Thế thì chúng ta phải hấp thụ cái năng lượng mặt trời. Thế năng lượng mặt trời còn có dương ở bên trên và âm ở dưới đất. Vì thế thì chúng ta phải thu dương, chúng ta phải thu âm. Về chân thì đó là thiên môn, về đó là các thiên thần. Bây giờ chúng ta học bài thu dương. Trong cơ thể chúng ta dương có sẵn rồi, vì thế mà nó không nhận dương. Vì thế dương ở trên trời muốn đi xuống cái gì hút, cái mảnh nhâm nó hút. Như vậy là theo khoa học á, là cái âm này này là cái âm này, cái này là âm này đó. Thế là đi dương đi vào âm. Đó, đi vào âm. Thì cái bài này á là thu dương. Thu dương, tức là dương nó vào. Dương vào trong mạch âm, dương vào âm. Dương vào âm, hít vào. Bây giờ muốn khai mở lớp ra thì chúng ta phải đi từng huyệt: thiên môn, ấn đường, thiên độ, chiêm trung, đan điền thần, đan điền tinh, rồi tụ khí tại đó, nín thở, thở ra, thở ra huyệt môn. Như vậy là thu dương đi vào âm để chuyển hóa cái dương của trời đi vào mạch môn, tức là phải nhờ âm chuyển hóa dương khí của trời đi sang mạch môn để chứa vào đó. Thì đây là dương của trời biến thành dương của mình, dương của mình. Thầy muốn dùng thuốc khác, tại vì tùy theo âm của mỗi người. Âm mà mình khỏe thì mình hít được dương nhiều, âm mình ít thì là hít dương ít. Dương của mình nên dương của trời. Dương của mình là mạch môn. Để tự nhiên nó khí nó chuyển lên mạch đất, nó lên cái đan điền, nó lên cái thần, nó lên tới cái bộ thần kinh sẽ chuyển hóa tất cả các kinh dương, nó sẽ sống lại hết, nó sống nó làm được là hết. Tức là mình lấy năng lượng mặt trời, còn tự nó bây giờ mình không cần gì cả, tự nó cái dương này ít quá, vì thế mình bị tiêu chảy là khác. Bây giờ mình làm sao tạo ra dương được? Mình cứ hít vào dương, rồi chuyển hóa cái mà tiêu chảy đó, nó biến thành hạt bón trở lại. Thế khác từ đấy là năng lượng mặt trời là dương. Nhờ âm chuyển hóa biến thành dương, làm cho mạnh cái hệ thống tinh dương, cái tinh dương nó sẽ chạy cho mạnh lên. Như vậy là cái bài này là bài thu dương. Cái bài là bài thu dương. Khi thu dương rồi phải có thu âm. Thu âm thì chúng ta có, thu âm thì chúng ta có là âm ở dưới trường cường, có nghĩa là vĩ lư. Rồi thu âm á là âm ở dưới,
là âm này, âm này, âm đi vào xương. Chữ ở đây tức là âm, âm đi vào xương. Âm đi vào xương, tức là âm đi vào xương. Nhờ dương mà nãy mình mới thu được, nhờ dương mà nãy mới thu được, chuyển hóa cái âm này đi ra dương. Thế nên cái này là âm sang dương. Cái bài học trước là âm sang dương, cái bài này là dương sang âm. Như vậy là một bài thu thu dương nào, hít vào, hít vào, nín thở, thở ra, tức là một bài dương, tức là âm này, hít vào, nhíu hồ môn một cái để đẩy cái âm đi qua cái huyệt sát xuân thu lên tới mạch môn, ngưng thở, thở ra cái rốn. Mà làm sao cái thở cái rốn, mình thấy tay phải đặt tại rốn để nghe mà cái nó nóng lên, nghe mà cái nóng lên. Còn ngược lại khi mà mình á thiêu thu dương á thì dương thở đấy mà đang ở tay mình mà, khi mình thở ra thì mình nghe thấy tay nó mát. Thành ra muốn cho nó nhanh á khi thở ra, thở ra thì hơi nó phải hết gì, khi thở ra thì bụng nó phải xẹp để bắn cái hơi này sang mình luôn, thành cái thở ra phải xẹp. Nhưng mà nếu mà ông nó vào đó, vào cái mạch môn rồi đó, thở ra thì phải nhớ đấy, ông này thở ra, lên tay thở ra, cái tần linh nó phải khi nó vào á thì đầy, thở ra nó ho đó, thành nó là một cái máy bơm, bơm âm bơm dương bơm, thành cái một lần dương một lần âm, một lần dương một lần âm. Rồi bây giờ quý vị ngồi á, ngồi cho thoải mái, à, hai người, một người đứng một người ngồi, tức là một người đứng một người ngồi. Hai cái thứ nhất á là chúng ta nghe này, cái thứ nhất là chúng ta ngồi, cái thứ hai chúng ta đứng tùy ngồi. Nếu một người già thì đứng nó sợ mỏi thì ngồi, nhưng mà phải có người phụ. Lúc trước chúng ta học không đạt kết quả là vì chúng ta không có sự tiến bộ trong các vấn đề về tĩnh tâm. Tiến bộ của tĩnh tâm là thế này này. Một hơi chúng ta phải đi 36 lần. Sau một thời gian một tháng hay hai tháng á, chúng ta phải đi cái bài đó là 72 lần. Tức là từ từ phải tăng lên cho tới 1-2 ngàn lần. Nó phải nhanh như vậy. Thế bắt đầu nó mới chuyển. Còn mình biết thôi, mình biết phương pháp mà chưa bao giờ mình làm. Mình làm xì làm một cái này thôi thì không có kết quả. Bây giờ chúng ta chú ý tới cái phần động công, bây giờ rất là giỏi rồi. Chúng ta chú ý nâng cái phần tĩnh công để mà khai mở cái lưng xa. Luân xa cùng một loại luân xa mà nó có ba lớp. Lớp thứ nhất là luân xa phách, là làm cho cơ thể nó sẽ khỏe mạnh, thế thôi. Nhưng mà nếu mà ta tăng cái số vòng quay lên, tức là luân xa nó quay cho nhiều lên á, thì nó đụng phải cái lớp thứ hai là luân xa vía. Luân xa vía là người chúng ta nhẹ là cái bắt đầu chúng ta có thể là cơ thể bay bổng và cơ thể là coi như là đi chơi. Cái lớp thứ ba nữa là lớp của nhà thiền cao cấp, tức là thiền mà đắc tứ thiền rồi đó, là lớp luân xa đó là thuộc về luân xa chính. Giả sử một cái luân xa bách hội này, cái huyệt tuyến cứu là bách hội, nhưng mà nếu tập thi công thì bách hội đó nó có hít vào mở ra, thấy nó có nóng có lạnh, có mát có nóng có lạnh, tức là nó mở được luân xa phách thì cơ thể nó khỏe mạnh luôn. Nhưng mà đụng với luân xa vía đó là tự nhiên thân thể nó nhẹ nhàng, tức là nó vào lớp trong vía là nhẹ mà. Và những người ngồi thiền lâu rồi đó thì gọi là có thần thông, thì đụng vào luân xa trí, tức là trí não rất là thông minh. Vì thế mình phải tăng số lần lên, thì là thành ra chúng ta 36 lần, thì cứ một lần dương một lần âm. Bây giờ tôi chỉ trước nè, quý vị coi nè, mình phải là người điều khiển cho bệnh nhân. Cái tay á thì nam á là tay trái, tức là cái tay để dưới rốn mà tay trái ra ngoài, nam á tay trái ra ngoài mà tay để dưới rốn, và nữ á thì tay phải ra ngoài đó. Nhớ thư giãn hoàn toàn các vai. Chúng ta phải thở theo bệnh nhân, chứ nếu không á, bệnh nhân đi khác hơi thở mình sẽ ngộp. Này, chậm một cái là hít vào, ngưng,
bác thở ra đó, thế là xong. Thế là nhưng mà chúng ta thế là xong, xong một lần rồi bắt đầu đừng có ngưng, đi luôn cái âm à, đi luôn đó thế nào, hít vào rồi từ dưới đất đó, từ đất đó hít vào, khi mà tay mình á đụng tới xương khung một cái là chỉ nhíu lại cái, chỉ theo ý cái khí chỉ theo cái tay của tôi lên mình ngưng, để ra cái đây là chỉ thở cái bụng chốc phình ra, thế là chỉ thu âm này, là thu dương này, dương ngưng thở ra thoát bụng lại, thở ra rồi hít vào âm nhíu thở ra ngưng ngưng rồi thở ra đây à, về làm lại này, một dương này hít vào ngưng thở ra hít vào nhíu hít ngưng thở ra rồi xong. Khí công là gì? Khí công là dùng ý theo dõi hơi thở, chứ hơi thở không phải như con trâu bò khì vậy các bạn. Khí là phải êm, khí công là không có, khí là phải đi cho êm. Người ta chỉ nhìn vào tay, người ta biết đang phình lên, đang khí đang vào đang ra thôi, chứ không có được xì xì xì, nghĩa là phải im. À, bây giờ chúng ta làm, nếu mà làm dễ hơn á, là bây giờ chúng ta đứng lên, làm dễ hơn thì thế này đó, đứng dang chân ra chút xíu bằng vai, hít vào ngưng thở ra, hít vào từ dưới, hít vào ngưng thở ra, thở ra áp bụng vô, hít vào ngưng bình bụng lên, rồi thở ra áp bụng vô, vỡ ra tới bình mồm, rồi hít vào ngưng thở ra, hít vào ngưng thở ra, hít vào thầy đứng ngay sau mình nắm lấy từ tiền khóa đó thở ra rồi đó cái câu quản đó. Bây giờ khi hít vào mà mình đứng ở thế đứng á thì mình tưởng tượng khí á nó sẽ vào hang xuống chân của mình theo ống chân, chứ không phải ở ngoài, theo ống chân lên tới trường cường, nhíu trường cường, tiếp tục hít vào tới bình môn ngưng. À, bây giờ làm lại nhá, đúng nhá, hai cái khí nó lọt từ xuống tiền, tức là cái hai cái ngang bàn chân nó lên theo hai chân, nó lên tới cái trường cường hậu môn đó, nhíu một cái đưa khí tiếp lên bình môn ngưng thở ra thì bụng trước hơi phình ra. À, bắt đầu này, dương này, một dương này, hít vào ngưng thở ra, rồi từ xuống tuyển lên nhíu hậu môn ngưng thở ra, hít vào ngưng thở ra, từ xuống tuyển lên lên nữa ngưng thở ra, hít vào ngưng thở xong môn thở ra, hít vào dũng tuyền tới trường cường nhíu tiếp tục lên mình muốn ngưng thở ra thì bụng ra, hít vào phình bụng ngưng thở ra thoát bụng đẩy khí ra mình môn, rồi hít vào từ dũng tuyền lên trường cường lên tới mình muốn ngưng thì hậu, rồi thở ra phình bụng hít vào ngưng thở ra, hít vào dũng tuyền lên trường cường nhíu lên họng môn ngưng à, lên bệnh môn ngưng thở ra, dương hít vào thiên môn xuống khí hải ngưng thở ra bệnh môn, hít vào dũng tuyền lên trường cường lên bệnh môn ngưng thở ra khí hải, hít vào thiên môn xuống khí hải ngưng thở ra bệnh môn, hít vào dũng tuyền lên trường cường lên mạch môn ngưng thở ra khí hải, rồi bây giờ quý vị về 21 cái tay phải ở đây bắt đầu làm nào, hít vào thiên môn xuống khí hải ngưng thở ra thì xẹp bụng ra mạch môn, hít vào từ dũng tuyền lên trường cường nhíu một cái dẫn từ từ lên mạch môn thở ra.
phím nó vào trong tiền không, hít vào xong phím vào đầu khí hải không. Nhưng cái tiền luân á là đang điều chỉnh cái bụng để mà bắn khí ra cho mình nghe rõ ràng, lúc đó mới điều chỉnh cái bụng. Chứ mà vừa mới bụng ra bụng cũng có, không có bụng. À, cũng như tôi này, hít vào thì không bình thường. Nhưng cái tiền luân á thì chuẩn bị á, bụng nó đầy khí rồi đó, đó, bắt đầu bắn xèo. Rồi hít từ nữa, không có nào tới bụng, hít từ bụng tiền lên tới bụng luôn, cứ lên là cái tiền luân đó thì bắt đầu bụng mình ngáo hóc rồi để chờ bắn ra thì thở ra, chứ không có lo cái bụng hít vừa lo bụng thường có thành cái đâu có dẫn khí được, bây giờ nó chỉ dẫn thôi, dẫn từ như này xuống thì cũng dẫn đường bình thường tới đây, ở cái tiền luân mình chuẩn bị cho bụng mình đầy khí, bắt đầu mình thở ra khí nó hạ xuống kia, từ trung tiền lên tới trường cường nhíu một cái lên tiếp, từ khó nhất là cái trường cường này, vừa nhíu một cái phải lên từ từ chứ nó lên vọt thế này sai rồi, lên từ từ cái luồng nóng nó từ từ đấy mình ngon rồi đó. Thì mình ngưng đó, thì mình mới chuẩn bị cho bụng nó sót lại để chờ hơi tẩy, chứ không có lo cái bụng trước và bắt đầu làm này. Là nối nguyên
nên là nối hạch nhân đó. Vậy thì cái bài này vẫn sẽ được quy luật là dương đi vào âm, âm sang dương, tức là trong âm có dương, trong dương có âm. Đấy, trong này là trong, trong dương, bản thân của mình là dương, và trong bản thân mình là âm. Trong âm thì có dương đi vào, còn trong dương thì có âm đi vào. Cái quy luật của nó là lúc nào trong dương có âm, trong âm có dương. Cái bài đọc vậy này, trên dương thì có âm và xuống âm thì có dương, thế gọi là mở cái đại lượng thiền. Còn cái bài này á, là cũng là trong dương có âm, trong âm có dương, nhưng mà thu âm và thu dương. Sau khi lúc chúng ta tập đều phải tăng lên 36 lần, 72 lần, 108 lần, tức là cứ tăng, nó là muốn tăng bao nhiêu tăng, nhưng mà càng nhiều càng tốt. Nhưng mà quý vị tăng đến một thời gian nào đó, quý vị tự nhiên cảm thấy người mình nóng quá, thì chính là chúng ta biết là chúng ta dương nhiều, thì chúng ta sẽ phải thu âm nhiều hơn và bớt bài dương đi. Là lúc đó chưa luyện bài âm thôi là không cần phải thiết cao cao bà vọng, thêm âm vô, là người nắm có thêm âm vô, nó đi ở dưới lên thêm âm vô. Còn nếu người có tập học nó lạnh quá thì chúng ta ngưng lại, tức là tất cả các bài bây giờ chưa thắng, chưa lạnh 36 lần, 72 lần, xong rồi tới nghĩa là 360 lần đó. Thì lúc đó tự nhiên phát hiện là người quá nắm hay là người quá lạnh, thì lúc đó chỉ tập riêng cái bài âm hoặc dương, tức là thêm bao nhiêu để mà tự mình biết điều hòa âm dương, thế là điều hòa âm dương. Sau điều hòa âm dương rồi á, thì cho cái âm khí dương này nó nối được cái vòng nhâm đốc. Vậy vòng nhâm đốc là vòng gì? Vòng để tăng cường hệ miễn nhiễm là một, tăng cường hệ thần kinh là hai. Vì hệ nhâm đốc là liên quan đến cái gì? Thần kinh, tủy sống, cột sống và não bộ. Vì thế phải đi. Thế chúng ta này, tiểu du thiên, cái bài là tiểu như thế này. Tiểu du thiên á là chúng ta đi này này, hít vào giống bài thu ruột, nhưng mà không đưa khí sang đây, ngưng nhé. Cái bài này khó là ngưng này, ngưng xong rồi chúng ta nén khí thôi, ngưng á, nén khí xuống đây, nhíu hậu môn thở ra. Coi chừng tới đây à, tới đây không đi ra, thở ra mà khí của mình nó lên nhiều quá, nó cứ thế nó bọt lên à, thì tới đây bắt đầu lên cái phòng thủ này, tới phòng thủ rồi này, đi từ từ đi chéo vào, chứ không có đi ra, đứng đi ra, từ cho đi chéo vào, tức là đi vào trong óc à, đi chéo vào, ngưng một giây, ngưng một tiếng đếm, hít vào, ngưng một tiếng đếm. Nín hơi, nhíu hậu môn, thở ra, đi vào đây, ngưng một tiếng đếm, hít vào, ngưng, nén khí, nhíu hậu môn, thở ra, đi từ từ đến đây, từ đi vào đây. Khi nào chúng ta tập thế nào mà chúng ta hơi thở đều mà không một, không có một gì cả, thì là thành công. Và bắt đầu chúng ta đếm 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 36 lần. Mà muốn đúng á, thì bây giờ á, người nọ phải giúp người kia ngay tại chỗ 36 lần, phải đủ 36 lần. Rồi 2 người ngồi, 1 người ngồi ghế, hít vào, ngưng, nén khí. Cái thời ngưng á là ý chạy tới đây này, ngưng ở đây đã, ngưng một giây rồi cho ý chạy xuống đây, ngưng một cái, nhíu một cái là thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra.
cường đi lên tới phòng phủ gần đây chút xíu đây. Từ phòng phủ quá rồi bé, cái hơi nó lên nhanh lắm, nó lên vượt cái chân tôi rồi, thì mình không có đi vào được đây. Thấy mình đi chậm lại, dẫn khí từ đây đó. Phòng phủ. Ngưng một cái, mình nhận hơi mới vào. Như vậy gọi là nối vòng kiểu như thiên chứ. Còn nếu nó ra cái xì đâu thì đi vòng khác lại đi một cái vòng mà không được tích lũy thành 36 lần. Mà là cứ mỗi lần một lần mất luôn. Vì làm sao mà thành ra lên được 36 lần. Mà thường thường nó lên tới đây cái nó xịt khí vào luôn. Rồi hít từ trên xuống cho theo qua. Thế là như vậy là nó phải thành công. Thì hay thấy là khi mình nhất là một lần lên là xong rồi. Tức là thế này, mục đích của mình là nối vòng. Vòng thứ hai, nối vòng thứ ba là thường thường mình lên một cái khí ra hết, xong rồi đi vào từ đầu. Tức là mình cứ lúc nào đi vào, cứ bước lên đầu xong rồi tụt xuống. Bước lên là bước ngoài là cứ bước lên là tụt xuống rồi. Tức là đừng làm cho mất cái vòng đó, cái gọi là nối vòng. Thì thầy tới phong phủ thở nhẹ nó tới chuyên môn rồi. Thì vẫn thở nhẹ. Thở tới đây là phải hết khí, nó một quan khí. Hết khí. Thế là phải chuẩn bị tới đây này, là phải thở hết khí. Bắt đầu mới nhận khí mới này là từ đây đi luôn. Đi luôn. Không có lấy khí ngoài nữa. Như vậy có nghĩa là ở đây này, không lấy khí ngoài. Đại khái là nhớ là không lấy khí ngoài. Vậy thì lấy khí ở đâu? Từ đây. Từ đây mà đi thôi. Khí thì lúc nào phải từ mũi thôi. Khí nó thống nhau bắt đầu từ đây. Thế phải rõ ràng. Rõ ràng là âm dương là chia cách ở chỗ này. Không được lấy ngoài là sai rồi. Này bắt đầu này, hít vào, ngưng, nhíu, thở ra, hít vào, ngưng, thở ra, hít vào, ngưng. Hít là phải hít được ngoài mà chứ. Cái đầu tiên. Nó vào rồi chứ không có hít cái đầu. Cái đầu tiên là phải hít rồi. Không, mà không cần, từ đây bắt đầu từ đây. Cái tay mình phải để tới đây, chứ tôi đâu có kêu mà cái tay để tới đây cho nó chạy thôi. Xong rồi lại tới đây, xong lại chạy. Thì cái tay mình phải để vào. Đấy nhá, mình quay nè. Bây giờ chị có đâu có thể lấy ở ngoài đâu. Từ tay tôi nè. Nha. Hít vào. Tay phải để vào đúng này chứ. Đó, phải đúng. Ngưng, nín thở, xuống cái hậu môn. Nhíu hậu môn. Thở ra, đến đây, thở ra tới đây, hít vào, ngừng, nín, đưa khí xuống hậu môn, nhíu trường cường, thở ra, tới đây, đi lên đây, hết hơi, hít vào, ngừng, nén khí xuống hậu môn, nhíu trường cường, thở ra cái tay mình phải đi đúng đường, lên tới cái làm mà lên tới đây, hết hơi, hít vào, ngừng, nén khí xuống hậu môn, nhíu trường cường, đi lên tới phòng phủ, chậm đưa khí lên đây, hết hơi, hít vào, ngừng, dẫn khí xuống hậu môn, nhíu trường cường, đi lên thở ra, tới phòng phủ, dẫn khí lên đỉnh đầu, ngừng, dẫn khí xuống hậu môn, qua trường cường, nhíu hậu môn, đưa khí lên từ cái tay mình qua trường này đi từ từ đều này, tới phòng phủ, đưa khí lên đỉnh đầu. Hết một hơi, hít vào, ngừng, nén khí xuống họng môn, nhíu trường cường, thở ra, tới phòng phủ, dẫn khí lên đỉnh đầu, hết một hơi, hít vào, ngừng, nén khí xuống họng môn, xuống trường cường, nhíu trường cường, hít vào, thở ra, thở tới đây, bây giờ xong một vòng. Thành ra cái tay của mình á, bây giờ cái quan trọng nhất á, là khó nhất là từ khúc này mà đến cái khúc này, mà cái tay mình hướng dẫn á, chỉ cần hờ nó bắt đầu là khí đi loạn vào cào cái đã nó không lên được nhiều rồi. Thì phải rõ ràng châm ở đây cho họ biết là đúng
Chúa hay là nhiễu mà phải là dẫn phải thật đúng tới bệnh môn chứ đàn nhé cứ 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 kiểu 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 thế là bệnh nhân là cái khí đi lang thang không dẫn được phải rõ ràng dẫn cho đúng này dẫn đi thẳng vào góc này đi thẳng này cái tay phải chạm vào để cho họ dẫn khí theo này chạm vào cái phong phủ này đó xong rồi chạm cái đỉnh đầu này để cho biết cái này là vừa vặn hết khí này đó rồi bắt đầu đi xuống này rồi thì để quay lại phía trước thế cách mà cái người dẫn á để làm sao cho người ta thấy luồng khí đi phải nóng dẫn này phải lúc đây này này dẫn phải qua cái mũi đào này trước này thế này xong xuống đây thì họ đâu có đi họ nhảy từ tọt từ đây xuống đây luôn họ đâu có dẫn đâu thì họ đâu có mở được tiểu thiên mở chủ tiểu thiên là phải đi đúng mặt nhau một mặt góc chứ không phải vô đây rồi tới đây luôn không có phải đi đúng này đấy đi xuống này phải đúng con mũi trò thấy này đúng tới đây con thấy là đó con thấy là đó là đó rồi đằng sau cũng vậy đúng một trường cường á để cho họ biết là nhiễu môn đi cho đúng cái cuộc sống đi lên thế gọi là đi vào đúng con đường của nhân đốc còn nghe thường thường mình cứ các đại khái rồi hít vô ra rồi không gì thôi hít ngoài cũng vậy thôi là nó chỉ trước khí vào bụng thôi chứ không phải là dẫn khí vào cái cuộc sống với mình nha thầy phải rõ ràng này nhá coi lại nhá để tay vào đây này thì mừng thầy nhá đừng bao giờ để tay được hai ba chỗ là bệnh nhân á là coi như là sao tâm lãng khí là vì cách với tay của nó nào để đây này hít và phải cúi đuôi qua mũi là phải nhanh vì mình thở theo cái làm này á mình cứ đi từ mò mò mình không chịu thở và cứ mò mò mình nghe làm khổ thở nên còn thở hít phải biết mặt ra bên này hít vào mình cũng hít ra lắm là này á ơi chị đi sai rồi cái lúc chị chết được cái muốn cảm thấy lúc không ra cái nước này không phải cái kia rồi phải đi ngôn rồi hơi này hít vào này ngừng còn tay này á kêu mình nhíu xuống hậu môn được tay này rồi quay trở lại mình muốn cho cái trường đường ta biết á phải đụng vào đây này đụng nó đào vào đây rồi thế nó nhíu là một cái phải đi theo đúng cái đường này này đúng cái bình môn này đi theo đúng lên này tới phòng phủ ngưng một chút xíu này đấy, lên tới đây thì buông này ra chọn lên tới đây là hết hơi rồi bắt đầu đi tới cái khó chỗ đó là đi đúng phòng nhâm đốc chứ không phải là đi khơi khơi rồi xong rồi chúng ta làm thêm tôi đọc cho mà làm nhưng mà tay phải chỉ cho đúng để mọi người theo tôi nhá tay à kiểm soát tay đúng chưa nào nam cứ để thế đó là mà nam tay trái để lên trên để ra ngoài còn nữ thì tay trái để vào trong đừng cho đụng cái tay vào cái ghế phải ngồi xích ra bên ngoài cạnh cái tay đừng có đụng vào ghế người phải thoải mái hạ cái vai xuống đừng có để vào đó hạ vai xuống cuốn lưỡi ngậm miệng hai chân đẩy vuốt góc ở khi không là gì nó phải ba có thế là cái thân nó phải ngồi ngay thả lỏng cuốn lưỡi ngậm miệng cái tay mình để lên đỉnh đầu để một ngón này mình hít theo luôn nhé bắt đầu hít vào chạy nhanh qua mũi đi qua cổ họng đi xuống khí hải ngưng nín thở đưa khí xuống hậu môn rồi nhíu trường cường đi dẫn khí thở ra đến phong phủ từ từ đưa khí lên đỉnh đầu là hết hơi hít vào ngưng khí hải nén khí xuống hậu môn nhíu chuột cường thở ra từ từ đi lên phong phủ lên trên đỉnh đầu ngưng tại khí hải nén khí xuống hậu môn nhíu chuột cường thở ra lên trên đỉnh đầu hết một hơi hít vào ngưng nén khí nhíu hậu môn thở ra hít vào ngưng nén khí xuống hậu môn nhíu hậu môn thở ra hít vào ngưng nén khí xuống hậu môn nhíu hậu môn thở ra
hít vào, ngưng, nhíu hậu môn, thở ra. Cái bụng nóng nó dễ thì nén khí là đưa ý xuống họ hậu môn rồi nhíu một cái lên rồi bắt đầu làm lại. Mấy tay thì phải đi đúng không, không vừa đây không có chân tay hết, đi tới đây đi hết một vòng, đi hết một vòng, không có dính gì tới chân tới tay hết, không có dính tới đầu, không dính tới chân, chỉ một cái vòng này thôi. Nè, làm lại nè, bắt đầu từ đây nè, quý vị nhìn đây trước nè, tất cả mọi người nhớ nè, mình là bệnh nhân với là ông thầy thuốc á, là phải hít cùng với nhau nè, và tay phải đi kiểu đó rằng hít vào thì đi từ đều phải qua mũi này, đi qua cổ họng xuống để họ đang dẫn khí tới, cái này phải để trên đốn chút, rồi tay ngưng thì mình phải ngưng, rồi dẫn khí xuống hậu môn, nhíu hậu môn, phải lấy tay phải chọc vô cái xương, nhíu hậu môn, rồi hít thở ra, đi từ 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 tới đây nè, đó lên tới đây, ngừng hết một hơi, hít vào, thành ra đừng có tay để đây đâu, còn tay để đây nữa là bệnh nhân biết tay để đâu, có một tay thôi, vừa cái này xong cái kia chứ, vừa cái này xong vừa cái này, vừa cái này bệnh nhân đâu biết đi đâu, nè hít vào nè, ngừng, nhíu hậu môn, thở ra. Hít vào. Ngưng, nén khí xuống hậu môn, nhíu hậu môn, thở ra. Hít vào. Ngưng, nén khí xuống hậu môn, nhíu hậu môn, thở ra. À, xong một hơi, hơi thăng, đi về. Rồi chúng ta xong cách thở, xong cái tiếng công rồi. Vậy thì mục đích khai mở trung thiên là gì? Tiểu thiên là nối mạch nhân đốc hay là làm cho mạch nhân đốc tuần hoàn. Có nghĩa là phải đi đúng mạch nhân, đúng mạch nhân thế này, đúng mạch đốc này chứ phải là vọt cái vọt đây vọt đây như vậy là không có mở gì hết. Phải mở để cho nó đi đúng con đường để sống, đúng con đường của bệnh nhân. Thì khi mạch đó nó mới tác động cái hệ thần kinh, hệ thần kinh nó được tăng cường, nó mới là được, tức là tăng cái mã lực của các bộ đầu lên. Thế là nhân đốc nó điều khiển được 6 kinh dương 6 nhân tự động hoạt động, nó đều như vậy. Thì còn âm và dương như vậy thì không bao giờ bị bệnh cao áp hết. À, bây giờ chúng ta cắt tới phần thứ ba, cách thở chữa bệnh cao áp. Bây giờ một người bị cao áp là người gì? Là người mà tự nhiên hai cái vai này cứng ngắc, đè xuống không xuống. Như vậy tức là áp được khí, cái phổi giống như bong bóng, áp được thổi bong bóng á, nó sát cho vai luôn, nó cứng ngắc luôn, nó không có mềm. Không mềm tức là khí nó căng lên, khí căng thì áp hết lên. Vì thế một người cao huyết ngồi trên này để tay vào là khí cứng ngắc rồi. Vậy thì cái bài mà chữa cao huyết với chữa xuyến á là phải giống nhau, cho khí của phổi hạ xuống, cho mềm xuống. Mà muốn cho mềm á, ta thưa như là anh chồng bây giờ chúng ta hay chữa tiểu đường hay chữa xuyến thì chúng ta chữa cái cao áp xuyến trước là này. Khi một người mà rờ thì cứng ngắc, mà cách ngồi đó là phải ngồi thẳng thế này, không được ngồi cong này. Khi ngồi cong mình đè xuống á là cái phổi nó bị gấp thế này, nó sẽ ho và nó sẽ bị tổn thương, nó tạo ra huyết phổi nên phải ngửa ra này, thoải mái và hát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, trong khi hát như vậy á thì tất cả các muscles nó mềm lại, thì trong khi mềm đó thì hai tay bấm vào đây này, bấm đè chéo chỗ này, trong khi hát thì đè xuống được một phân để giữ nguyên. Rồi khi mà họ hát lần thứ hai thì đè xuống tới hai phân, khi buông ra là cái chỗ này nó sẽ mềm lại khoảng hai phân, thì tự nhiên thấy dễ thở và áp hết đi xuống, áp hết đi xuống và xuyến nó xuống, xuyến là khí dội lên. Thì giờ chúng ta đang thở dốc này, đè xuống cái là hơi thở sẽ bình thường trở lại này. Thành chúng ta phải bắt nhân hát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quý vị nghe này, quý vị trông thấy sau khi mà hát mình nhấn xuống á, oxy vào nhiều hơn thì mặt sẽ đỏ lên. Đấy, bằng chứng bây giờ đã thành xong rồi đó, như là bệnh chứng bị áp hết á. Quý vị trông thấy mặt bà này xanh thế gì? Thì bây giờ bà này sẽ đỏ lên này. À, bà sẽ đỏ lên này. Mà ở đây là rõ ràng cứng này. Quý vị không tin, quý vị lại rờ trước khi mà rát ra đâu. Quý vị rờ cái tay này nè, nó cứng ngắc nè.
Khi một người bị cứng như vậy á, là sẽ đau nhức cổ cái hai tay, bởi vì hơi thở không có. Đó, đó chúng hát cái gì? Rồi, thì, cô ngồi lên. Thật sự, thật sự chưa về được. Rồi, anh họ. Rồi, giờ sang đây. Giờ sang đây. Đó, khi mà hát các thầy chữa cho bài này. Hai người một, để tay vào giữa nhau. Hai người một, lấy một như vậy. Rồi, một cái mặt là tôi, người kia sau lưng. Rồi, hai người một, lấy một. Tại vì chúng ta không vậy, chúng ta vẫn làm như thường. Dựa cái lưng vào đấy, thả đầu ra phía sau. Rồi, thả lỏng cái cổ. Chúng ta đứng sát vào mới có thế, đứng sát vào. Để hai tay vào thế này. Rồi bệnh nhân hát, trong bệnh nhân hát thì tay cũng bấm từ từ. Mình cũng hát theo này. Hát đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và nó muốn chiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và nó muốn chiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
bài này á,
chất trong tiểu đường. Tại vì cho nó hấp thụ và chuyển hóa chất lên. Tại vì thế này, chúng ta ăn rất là ngon, đồ ăn vào trong bao tử rất là ngon. Nhưng mà cái thời giờ nó nhồi bóp á, nó phải, cũng như mà làm cái bánh nó phải đúng thời lượng. Nó là phải nhồi bóp trong vòng 2 tiếng đồng hồ là phải đồ ăn phải tiêu hết, để chiều á là bụng có chống ăn nữa. Nhưng mà có người ăn rồi á, nó tiêu có 30%, 70% vẫn còn lại. Nhưng mà chiều đó cũng thèm ăn tiếp. Thèm ăn tiếp thì tự nhiên chua á, nó dư đồ ăn. Nó dư đồ ăn thì người bắt đầu nó béo, còn nó không hấp thụ được nữa, thành ra số đường nó dư. Tại vì cái thời gian mà lên men của đồ ăn á, nó lên men, nó trở thành cái rượu nếp. Nó sẽ nhiều nếp đầu, nó có đường cái gì. Như vậy á, bây giờ chúng ta phải làm cho chuyển hóa cho nhanh. Chuyển hóa cho nhanh bằng cách là chúng ta đã nói vào bao tử rồi, chúng ta phải nhồi cái bao tử đó 200 lần. Nhồi xong rồi bụng cái ò có tự nó tiêu luôn, tức là sau đó nửa tiếng là mấy cá món trở thành tiêu chảy hết, tiêu chảy hết. Và sau đó rồi tập nữa đó, phân nó đi lại vàng trở lại bình thường, nhưng mà hết thì táo bón. Và có những người bị táo bón lâu lắm rồi đó, họ bị căng xe bao tử, căng xe bao tử lâu lắm rồi không chữa được. Mà lên tôi bắt làm tập 200 lần, và ngày nào cũng tập xong rồi nó bảo chưa bao giờ tao đi tiêu chảy phân rất là xấu, bây giờ bụng tao hết có những cái gọi là mấy cái biếu, mấy cái kiss đó hết luôn rồi, bây giờ thấy nhẹ rồi là nhờ bài tập này. Thế nhưng mà cái bài tập này xong mình làm mình ngâm hiện tại thì áp huyết sẽ bị tăng. Hay những người nào có áp huyết á thì phải mở miệng để mà tập đấy, để cho hơi nó ra thôi. Mục đích mình chỉ cần nhồi bao tử mà hơi nó ra không bị tích lũy. Thì cách làm thế này thì như này, mà sau khi làm xong rồi đó, như cô Mai làm ở trên kia, tất cả các ông thầy thuốc dù làm cũng có làm hết, làm 200 cái làm cho cô Mai á cũng xuất hết mồ hôi ra. Thế bây giờ cách làm này, hai tay nắm đầu gối thôi chứ không phải nắm cái chân, hít vào thì kéo cái đầu gối này vào bên hông, tức là không vào bên vai này. Thế cô này á là phải ngậm miệng để tích lũy khí, lát mồ hôi cho xuất ra, mà hơi thở phải đều, hít vào thở ra, hít vào thở ra cho đều chứ không có giữa. Hít thở, hít, không phải lưỡi thở nó đều đúng nhanh quá, ra đều đó, hít thở. Có nhiều người thế này này, có nhiều người này tay kéo tay đều rồi mới hít, rồi đẩy rồi mới thì, như vậy là sai. Phải là hít bắt đầu từ đây này, tôi nói là cũng không có sức lâu nè, bắt đầu từ đây này, hít này. Cứ cho nó tự nhiên, phải không phải thở lúc nào nữa. Từ đây là hít vào, từ đây là thở ra, mà phải đều. Rồi, cái người nào mà chân nó cứng đó, bởi vì cái bài này đó, mà nếu mà chỉ làm cái đây thôi á, không đã phê, nó phải tới đây á, thì những người nào bị cái sưng khung á, nó đau, cái lưng nó đau, cái thận bị sưng thì thận hết sưng, phải tới đây. Thì có những người cứng cái đây thôi á, thì mình phải giúp người ta. Nhưng mà có cái bài này, có những người á, cái chân tới đây này, vô nó không vô, để xuống cái đầu bên trong này. Thì hôm nay chúng ta học bài bệnh ở âm thì chưa dương, nghĩa là nếu mà tự nhiên là đè xuống không được, mà vô không xong thì bệnh là đè xuống âm không được cái gì, thì âm bệnh, thì âm bệnh chưa dương, chỉ có thế này là nó được rồi. Chưa dương là cái nào cầm thẳng cái chân ra, đẩy mạnh cái chân xuống, tự nhiên bung chân đó, tự nhiên nó vô tới đây rồi. Thế tức là âm đau đè xuống được thì lấy dương chữa, là cái này dương này, dương xong rồi vừa xong rồi tự nghe là nó xuống sát đây rồi thì vô luôn. Thế gọi là bệnh âm thì chữa dương. Thì bây giờ hít thì có những người tới đây rồi thì người bên cạnh phụ đẩy này ra, đẩy tới nó mềm trở lại thì bắt đầu này, hít để thở. Sau khi có những người đau tay mà mình đừng có chú trọng tới tay, nhưng mình bắt cái tay này phải nắm đầu gối, hai tay nắm đầu gối chứ không nắm đây, kéo lên lại, tức là bắt cái tay phải làm việc, phải thở ra, phải hít thở 200 lần như thế, tất cả các tay dân gân tay được giãn ra hết, gân chân giãn ra hết, lưng ra hết rồi. Chúng ta bắt đầu làm. Còn như cái này thì chỉ cần táo bón thì gì đây? Táo bón tiểu đường, đau thận, đau prostate, căng xe prostate. Nhưng mà cứ nhớ mà da mặt á là bị khô thì bây giờ da mặt sẽ tươi lại. Bây giờ cứ việc nhìn xem, nếu bệnh nhân á mà không kéo được thì chúng ta phải đẩy dùng. À, không ngứa. Rồi làm 200 cái một lúc. 1. Đó, anh tính làm sao?
kéo dụng sát sát ở đây, sát bên hông, sát bên hông này là đó, đó đó sát thì phải cái người ca áp huyết phải mở miệng mở miệng nó bắt đầu ra mới nói xong Thank you.
hôi lưng cái suốt mồ hôi được. Thế là trong khi nếu mà thấy mặt ai còn xanh á là phải làm cái này. Đấy, mặt ai còn xanh á. Đấy, phải xanh á. Anh biết phải ngâm nước lá. Phải ngâm nước lá. Ngâm nước lá là tiếp những thế. Sát ra đây nè. Ngâm lên chút. Hít, thở cho nghe. Phải, thở. Hít. Kéo kéo, anh có cái tay mày kéo. Thở. Không, cứ làm thế được, tính mấy trăm. Không có một cái. Cảm ơn. Vừa dùng cái là bắt làm hết làm xong rồi mới dạy học.
Thành khi đấy mà cái đấy này ra tập là trước thì tập mấy cái này. Nhưng mà thầy nó hỏi là khi cái lưỡi của mình để ngay ở bên sau nằm cuốn lại là cuốn là cuốn tốt trong nó cuốn vào trong chỗ thận là thầy tốt trong nó ra đấy. Nếu mà cuốn vào trong là thầy nhưng mà cái hay nhất thì thả lỏng ra thì bắt đầu á là cái chán nó phải dịn được mồ hôi thì mới thành công. Thì bài này là chưa dịn mồ hôi được, uống cái này nó còn thấp uống ra được á, nó chỉ hơi dịn thôi. Mà không là được tập lúc nào thầy? Lúc nào tập được một ngày 3 lần. Lần hai cái trái mỗi lần hai cái. Đó, bây giờ là ông đã viết xuống rồi đấy. Mặt đỏ mà chán mát đã viết xuống. Nhớ là mặt đỏ mà chán mát, đã chán mát lạnh á. Lã viết xuống. Thế nhưng mặt đỏ mà chán mát, đấy, phù hợp này tốt, bà hỏi rất là tốt. Hả? Chán nó lại hết lên mà chưa đủ. Chưa đủ. Chưa phải tiếp tục, bây giờ xuất mồ hôi rồi. Không xuất chán mồ hôi chán kìa. Không chán chưa xuất, xuất chán. Nó phải nhanh á. Nhanh. Thế mà giá tối thiểu á là 200 cái trở lên. Rất là tử luôn. Cái này là rất là tử hả? Cũng vậy luôn. Cái bài này bị tiêu hóa, bài này bị hấp thụ. Đúng rồi. Thế đó là mọi người. Sau khi là làm thư giãn và hết hơi rồi, hết hơi bắt đầu mọi người được rồi. Quan trọng là hít thở. Hít thở, nhớ là quan trọng hít thở đó. Cứ kéo ra hít thở đó là thể dục thể thao. Hít thở, nhưng mà không cần hít vào suốt bài. Hít thở.